Hello, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube của mình. Trong đó mình sẽ nói về các phương pháp sống, học tập và làm việc hiệu quả. Thi thoảng là về sách, về học bổng, về tài chính, cũng như những chủ đề tương tự. Đây là video thứ tư mình nói về Active Recall và Spaced Repetition. Trong video này mình sẽ cho các bạn xem chính xác là hồi mà mình mới qua du học mình đã làm gì để áp dụng Active Recall và Spaced Repetition vào việc thi, cũng như là sắp xếp thời gian học các bạn nhé. Mình sẽ bắt đầu luôn. Đây, mình sẽ cho các bạn xem, hồi mình học thạc sĩ là mình học một năm, chia ra làm 3 kỳ thì mỗi kỳ mất 4 tháng. Cái đầu kỳ đầu tiên là tên là Michaelmas, kỳ thứ hai là Hillary, kỳ thứ ba là Trinity. Đây là cách gọi của một số đại học ở bên Anh, Oxford, Cambridge, người ta cũng gọi như vậy. Thì mình sẽ cho các bạn xem thử kỳ Michaelmas nhá. Trong một kỳ mình 4 tháng thì mình sẽ học 6 môn tất cả. Thì với cái cường độ thông tin nó rất là nặng và mình sẽ đi từng môn cho các bạn, bởi vì là mỗi một môn ấy thì mình sẽ có một cách học khác nhau và mình áp dụng active recall về nó lại một kiểu khác nhau. Vì vậy nên là mình sẽ đi vào từng môn để cho các bạn, nếu mà các bạn nhặt được cái thông tin gì thì càng tốt. Đầu tiên mình sẽ đi vào môn corporate finance. Đây mình sẽ cho các bạn xem structure của một môn học thì mình có thể áp dụng được những thông tin nào trong việc là ôn thi. Thì thứ nhất là mình được thầy giáo đưa cho lecture, nghĩa là những cái tiết học, những cái bài giảng slide. Bên ấy thì cũng dùng PowerPoint thôi. Sau đó thì mình có download những cái past papers, nghĩa là những cái bài kiểm tra của những năm trước. Cái này thì trường public lên. Thì mình download tất cả là đây 7 cái past papers mình thi năm 2020, thì mình download từ năm 19 đến năm 12, 13 gì đó. Và mình để vào đây, vào một folder. Thứ ba là preparatory readings, nghĩa là những cái bài bài giảng mà thầy bảo là đọc thêm thôi, chứ không đọc, không có cho trên lớp mà chỉ cho gửi kèm để đọc tự nhập ở nhà, thì mình cũng đau hết về đây. Đấy, sau đó thì những cái khác nữa. Test bank là một cái mà chỉ có môn này có thôi, nghĩa là thầy tạo sẵn ra một cái test bank, nghĩa là bao gồm những cái câu hỏi mà chắc chắn là thầy bảo là chắc chắn là sẽ thi vào. Đấy, xong rồi những cái còn lại là sách này, assignment, group project, nghĩa là những cái công việc mà bọn mình phải làm liên quan đến làm việc nhóm để được điểm giữa kỳ. Cái này không tính vào phần thi cuối kỳ nhá, thì mình không nói. Thì đây, cái môn này nó có môn nào hầu như nó sẽ có những cái thông tin này, trừ mỗi môn này là có test bank thôi, nhưng môn khác cũng cũng đều có past papers, có lecture, có preparatory readings. Thì riêng cái môn corporate finance này thì thầy giáo có nói là tập trung 100% toàn lực vào test bank và sẽ chỉ có đề thi chỉ có trong test bank thôi. Đó, và khi mà mình mở test bank lên thì mình thấy nó rất là đơn giản. Mình thấy nó rất là đơn giản, nó chỉ có tầm 20 câu hay sao, 20 câu hỏi thôi. Mỗi một câu hỏi thì nó dài từ 3 4 dòng cho đến nửa trang A4. Và mình quyết định là mình ok, mình học hết trong test bank, nhưng mà mình vẫn học thêm ở những cái slide bài giảng ở nữa, mình học thêm ở lecture, mình xem past papers nó vào đâu. Thì đúng là past paper năm ngoái nó vào hết cái test bank ấy thật, còn từ năm kia trở đi thì thầy thầy này mới về trường. Đấy, thì mới có past paper năm ngoái mình biết là thầy cho vào test bank thôi, nên năm nay mình cũng nghĩ là sẽ đưa rơi vào test bank. Mình có đọc preparatory readings nhưng mà mình không đặt nó quá nhiều vào phần đó. Đấy, thì đây là cách mà mình ôn. Mình sẽ cho các bạn xem. Mình có một cái file First Semester Revision mình build trên Google Sheet. Thì đây là môn Corporate Finance. Thì đây, cái này có ý nghĩa là gì? Đây chính là 20 câu hỏi. Mình sẽ để nó nhỏ nhỏ dần nhé, cho nó dễ nhìn. Đây. Mình sẽ có 20 câu hỏi. Đấy, và mình sẽ để nó hết 20 câu hỏi vào một cái cột như thế này. Đó, như thế này nhá. Sau đó thì mình sẽ chia ngày ra mình học. Các bạn nhìn này, ngày đầu tiên mình học là ngày 27 tháng 11, 28 tháng 11, mùng 1 tháng 2, mùng 4, mùng 7. Các bạn thấy mình áp dụng cái space, cái repetition nó ra. Mình học vào ngày 27, 28, mùng 1, mùng 4, mùng 7. Mà mùng 8, bởi vì mùng 9 là ngày mình thi, mùng 8 mình nghỉ, mình không học nữa. Và mình chỉ học đúng 5 lần thôi. Và có tất cả là 20 câu hỏi. Và 20 câu hỏi này nó rất là, mình nói là dễ thôi nhưng mà thực ra là hầu hết nó tầm từ 3-4 dòng cho đến nửa trang A4 đánh máy nhá, nghĩa là nó có rất nhiều thông tin. Và mình quyết định là học không sót một chữ nào trong tất cả cái phần đó. Thì các bạn nhìn đây, cái này nghĩa là gì? Nghĩa là ngày 27 tháng 11 mình quyết định dành ra mình học 10 câu đó. Ngày 28 tháng 11 mình học tiếp tục 10 câu bên dưới. Đấy, từ ngày mùng 1 trở đi, từ lần ôn thứ 3 mình sẽ ôn toàn bộ tất cả 20 câu. Tại sao lại có màu đỏ màu này, màu da cam với màu xanh? Thì mình để đây, màu đỏ nghĩa là mình chỉ nhớ được dưới 25%, nghĩa là gần như là mình quên hết. Màu da cam nghĩa là mình nhớ được nhỏ hơn 75%, nghĩa là từ 25% đến 75%. Còn màu xanh nghĩa là mình bắt đầu mình nhớ được gần hết rồi. Đó, thì bây giờ các bạn nhìn này, trong một buổi ôn thì mình sẽ có những câu màu xanh nghĩa là mình nhớ được hết. Đọc một phát mình nhớ luôn, bởi vì mình thấy nó dễ và quá là dễ hiểu và dễ nhớ. Cái màu đỏ này là mình không nhớ được cái cách mà thầy giải thích, cái cách mà nó làm như nào. Thực ra các bạn, nếu mà các bạn nào biết về tài chính ấy, các bạn mà nhìn những câu này như kiểu what is a bond,
hay là define the concept of arbitrage hay là net present value thì thực ra nó rất là dễ. Nhưng mà cái cách mà trong cái test bank ấy, nó yêu cầu là mình mỗi một câu hỏi, câu trả lời mình phải trả lời đúng những cái gì mà thầy thầy nói, và thứ hai nữa là mình phải đưa ra những cái reference, nghĩa là cái mà những cái ông này năm này nói gì về net present value, và mình phải đưa nó hết vào bài kiểm tra. Thế nên là để mà nhớ được đúng y như thế thì nó sẽ mất thời gian. Vì vậy nên là nó mình mới để màu đỏ đây, chứ thực ra nếu mà để bây giờ mà giải thích net present value thì nó không hề khó cho mấy bạn vừa mới biết về tài chính luôn, cũng không khó. Đây là một trong những concept đầu tiên các bạn được học khi mà học về tài chính mà. Đó thì là cách mình làm thôi. Các bạn nhìn đây, từ màu đỏ dần dần ấy, qua thời gian mình ôn nó biến thành màu da cam và màu xanh, các bạn nhìn thấy không? Và đến ngày cuối cùng chỉ còn, ui, đây chỉ còn đúng cái này. Cái câu hỏi What does the price of the stock depend upon? Là mình chỉ còn nhớ được da cam thôi. Và có thể là sau đó thì mình sẽ chỉ ôn câu này thôi. Đó. Câu này rất là buồn cười, khi mình vừa mới ôn thì xanh, sau đó thì mình lại quên. Chứng tỏ là mình có vấn đề với câu này đấy, thì mình tập trung hơn. Cách mình ôn corporate finance rất là đơn giản thế thôi. Nhưng mà có một câu chuyện hơi buồn cười trước khi mình đi sang môn tiếp theo. Đó là môn này là môn mà bọn mình bị thầy giáo lừa. Đúng là năm trước ấy, thì thầy cho hết tất cả câu hỏi trong cái test bank và đúng là những cái gì mình đang chỉ cho các bạn trước giờ nãy giờ ấy. Nhưng đến năm của mình thi thì thầy chỉ cho tầm 20% câu hỏi trong test bank thôi. 30% câu hỏi còn lại nó nằm trong slide. Thì slide thì mình cũng ôn kỹ rồi. Nhưng 50% câu hỏi còn lại nó nằm trong những cái mà thầy còn chưa nói bao giờ, cũng chưa dạy bao giờ, cũng chưa giảng bao giờ, cũng không nằm trong phần đọc thêm. Thế là gần như là buổi hôm đấy là có rất nhiều bạn trượt môn này. Bởi vì là thực sự là có cố học đến đâu ấy mà kiến thức nó không có rộng ra được những cái được dạy thì cũng không không thể không 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 thể làm được bài kiểm tra cuối kỳ. Và điểm môn này của mình cũng không phải là điểm cao nhé, mình cũng không thích một chút nào, mặc dù là mình học rất chăm chỉ nhưng mà đề thi nó không đúng vào những cái được được nói. Đấy là lừa đảo các bạn ạ. Đến môn thứ hai sẽ là môn derivatives. Đây là môn phái sinh, cũng một một trong những môn mà mình thấy là có nghiệp vụ khó nhất ở kỳ 1 này, cũng như là cả cái khóa học này luôn. Bởi vì nghiệp vụ phái sinh nó là nghiệp vụ nâng cao, liên quan đến swaps, options, forwards, futures, nghĩa là những cái, và bọn mình còn phải học cả những nghiệp vụ kết hợp những nghiệp vụ đó nữa, swap trồng options các thứ để mà phòng ngừa rủi ro khi mà mình mua một cái sản phẩm gì đấy, hay là một cái chứng khoán, hay là một cái trái phiếu gì đấy ở mức cơ sở. Thì cái này nó là một cái mà hồi mà mình mới sang, nhưng mình cũng hay nói với các bạn ấy, mình không biết gì về tài chính ấy, đến những cái concept rất đơn giản trong trong accounting thôi mình còn không biết. Mình mất rất nhiều thời gian để hiểu được vì sao lại có vì hai chữ cổ phiếu nó có nghĩa là gì. Thì đây mình phải học những nghiệp vụ nâng cao liên quan đến việc là trade cái cổ phiếu đó. Mình mất rất rất nhiều thời gian và rất là khổ sở với môn học này. Thì trong môn học này, cái tài liệu của nó đã rất là dài và khó hiểu rồi. Mà bài tập của nó thì thầy bảo là thầy cũng gần như là rất ít cho bài tập trong quá trình học, thầy chỉ cho lý thuyết thôi. Mà đến lúc thi thì lại vào phần bài tập là nhiều. Nên là đến lúc đấy thì bọn mình có nói với thầy là thầy có thể cho bọn em một cái nhìn về phần làm bài tập như thế nào được không? Thì lúc đó là thầy mới bảo là ok, thầy sẽ cho bọn em một cái form để coi như là đề cương theo tiếng Việt Nam ấy. Thì trong đó thì bọn mình được cho tầm hơn 20 câu hỏi. Đây mình sẽ cho các bạn xem. Đây, gần bao nhiêu câu đây? Nó rất là khá là dài nhá. Nó đến có tầm 15, 16, 18, 19, 21, 21 câu hỏi. Đấy, thì là gồm tất cả câu trả lời luôn. Thì sau đó thì thầy dành dành một buổi cuối cùng chỉ để giải cho bọn mình là tại sao lại có những câu trả lời này cho những câu hỏi này, bởi vì thực ra những cái này nó khá là khó hiểu. Những cái câu như thế này thì nó không khó này, vì sao delta các thứ, cái bên nó chỉ là áp dụng câu công thức vào là ra, nhưng có những câu nó rất là phức tạp, nó rất rất là phức tạp mà bọn mình cũng không thể hiểu nổi vì sao lại dùng cái phương pháp đó để giải. Nên là môn này thì slide của nó gồm khoảng vài trăm slide, thì cái cách mà mình học ấy đó là mình tập trung hết vào cái phần đề cương thầy cho ở cuối này, chính là những cái này. Các bạn nhìn thấy mình phải nốt rất nhiều ra để mình hiểu được tại sao lại giải như thế. Thì riêng đọc giải không mình cũng không hiểu được là vì sao lại thế luôn. Nên là đây các bạn nhìn thấy mình nốt rất rất nhiều cả ở cuối nữa. Cái phần này mình cũng phải tự nốt ra những cái công thức cho riêng mình. Đấy, formula sheet. Ở bên này thầy chỉ để những formula của chính thôi, nhưng mình cũng phải tự tạo ra những formula cho riêng mình ở bên này. Đấy các bạn nhìn thấy không? Hay kể ở cuối nữa đây, mình cũng phải tự vẽ ra thêm formula. Thì là mình ôn trực tiếp vào cái phần đề cương này nhá. Sau đó, bởi vì môn này nó có rất rất yêu cầu rất là nhiều những cái công thức khác nữa, mình tạo ra thêm một cái bảng nữa đây, cũng tên là revision for exams. Thì là những cái bảng công thức và những cái sơ đồ, bởi vì môn này nó cũng liên quan nhiều đến sơ đồ. Thì đấy các bạn nhớ trong một những phương pháp active recall nó là vẽ sơ đồ ấy, thì mình vẽ nó vào đây đó, mình vẽ những sơ đồ khác nhau và những cái cách trade khác nhau của môn phái sinh. Đây, các bạn có thể nhìn nó rất là lằng nhằng phức tạp, strip trap, straddle, strangle, butterfly các thứ, nó rất là kinh khủng.
Đó, và đây là các bạn nhìn trong cái sheet mình ôn môn này thì mình không có để thông tin gì, bởi vì là mình ôn tập trung hết vào hai cái mình mới nói với các bạn, đó là những cái sơ đồ mình vẽ ra cũng như là mình ôn vào cái đề cương và đọc lại slide để hiểu từng cái slide một thôi, nó đã mất rất nhiều thời gian rồi. Còn trong này là mình đưa ra những cái nó liên quan đến việc là môn học này nó học về cái gì. Đây, từng cái lecture một thì là nó ôi, mình sẽ lại di chuyển đây rồi. Từng cái lecture một thì nó được học về cái gì. Do đó thì đến cuối mà mình chỉ nhìn lại từng cái đầu mục này xem là mình đã tackle, mình đã học cái vấn đề đó chưa hay hay chưa mà thôi. Đấy là môn thứ hai, derivatives. Ok, đến môn thứ ba, đó là môn IFSA, International Financial Statement Analysis, nghĩa là phân tích báo cáo tài chính quốc tế. Thì môn này bọn mình được học theo hai chuẩn là chuẩn US GAAP và chuẩn IFRS. Thì đây, nói chung là môn này là cái môn mà trước khi đi sang bên nước ngoài là môn mình sợ nhất. Tại vì mình sợ, rất là sợ accounting vì nó có rất nhiều công thức mà mình thì kiểu không thể nhớ nổi được từng đấy công thức trong 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 có 4 tháng học, mà 4 tháng mình học 6 môn cơ các bạn ạ. Thế là đấy, nếu các bạn còn nhớ trong cái video mình du học ấy, mình có nói là khi mà mình mới sang nước ngoài thì mình nhảy ngay lập tức vào phòng và thư viện để mình đọc các quyển sách về accounting ấy, bởi mình sợ môn này đến mức thế. Nhưng đến lúc mà mình được học thì mình lại thấy môn này là môn mình enjoy nhất. Bởi vì à, thầy giáo dạy môn này là một người cực kỳ có tâm. Rất là có tâm, thầy chuẩn bị cái bài giảng rất là cẩn thận. Mà trước những cái buổi học nhé thì bọn mình được upload lên không chỉ bài giảng mà thầy còn đưa cho bọn mình những cái case study của những cái công ty như này, họ có những cái scandal gì liên quan đến 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 báo cáo tài chính, họ fake báo cáo tài chính như thế nào mà để cho sau đó bị phát hiện ra thì họ sẽ bị như thế nào, và trong quá trình fake họ sao họ lại fake được. Sau đó thầy cũng in ra rất nhiều cho mình những báo cáo tài chính của những công ty nổi tiếng, như các bạn đã biết, như Apple các thứ. Bọn mình được đọc báo cáo tài chính này nọ xong rồi là giải thích là vì sao người ta lại có nhiều những cái hàng tồn kho chỗ này, tại sao này kia. Mình thấy môn này thì chính ra nó rất là hay, mà cách thầy truyền đạt nó cũng hay nữa. Mỗi một cái buổi học ấy, thầy cũng đưa cho bọn mình, đây các bạn nhìn này, slide là bài học chính nhá, thì không nói này. Đấy, sau đó thì đây, ngoài cái bài học chính bọn mình còn được đưa cho cả những cái báo cáo tài chính năm để mình nhìn nữa, những bài đọc thêm, và cuối cùng đó là question. Nghĩa trong cái phần này thầy cho bọn mình biết case study để tự đọc thêm ở nhà này, revision questions nghĩa là những cái câu hỏi tự ôn tập ở nhà, cũng như revision answers nghĩa là coi như là thầy tạo sẵn ra cái tài liệu cho bọn mình, chỉ việc space repetition thôi, còn cái chỉ việc active recall ở nhà nữa luôn. Rất là tiện và mình rất là thích môn này, bởi vì những cái question thầy ra nó kiểu nó rất là chuyên nghiệp luôn, nó giống như kiểu là mình đang đi thi CFA vậy. Đây các bạn nhìn này, bọn mình học giáo trình CFA mà nó được chuẩn bị rất là sẵn sàng cho bọn mình rồi. Nên là trong cái sheet về first semester revision thì các bạn nhìn đây, cách mà mình ôn đó là làm hết MCQs. Mỗi một cái tiết học của mình thì có được tầm khoảng 20 đến 50 câu hỏi ôn tập. MCQs nghĩa là multiple choice questions, nghĩa là cái gì, câu hỏi trắc nghiệm ấy. Đấy, thì mỗi một tiết mình có 20 đến 50 câu hỏi ôn tập gồm trắc nghiệm và tự luận. Thì sau đó thì hầu như là trắc nghiệm. Sau đó thì mình nhân 6 buổi học thì mình có tầm đấy khoảng hơn trăm, trăm rưỡi những câu hỏi như thế. Thì mình làm đi làm lại những câu hỏi tự trắc nghiệm đó. Sau đó mình làm ở trong cái cuối cái quyển sách, nó yêu cầu những câu hỏi trắc nghiệm nào mình còn làm thêm nữa. Bởi vì là như các bạn xem nữa, mình cho các bạn xem đây, mình học sách này. Đấy, mình học sách CFA thì mình lôi sách CFA ra mình làm thêm cả những bài về cái đó nữa. Sau đó mình đọc cái further readings, nghĩa là cái như lúc nãy mình nói là cái gì, cái bài đọc thêm mà thầy cho ở trên lớp ấy, mình cũng đọc thêm những bài đó nữa. Sau đó cùng là mình ngồi nhìn lại outline những cái các buổi ra và list ra những cái gì mình yếu nhất rồi đọc cái đó. Đấy, cách mình ghi vào đó. Thì đây là những cái mình yếu nhất đây, mình có list ở dưới đây. Lesson 5 mình hay quên về cái này này. Đấy, mình hay quên về những cái này. 5 cái quality spectrum of financial reports là gì này. Đấy, pro forma figures là gì, những cái như thế mình hay quên thì mình ghi xuống đây để mình ôn tập trung vào những cái này hơn. Thì cách mà mình ôn môn này nó rất là khoa học, và cái môn này cũng là môn mà thầy giáo đưa ra bài kiểm tra ấy, đúng những gì thầy giáo dạy. Đấy, do đó là môn này nói chung là thầy không có lừa đảo gì, nên là mình thấy rất rất là, đến lúc mà mình đi thi ấy, thì mình được điểm gần như là cao tối đa cái môn này. Nhưng mà mình không hiểu sao mình không được điểm tối đa môn, mình hơi bitchy một chút. Môn này mặc dù là điểm mình đã rất rất cao rồi, mình vẫn lên khiếu nại thầy cho em xem lại bài kiểm tra, thì không thể hiểu là sao em lại không được điểm tối đa chỗ đoạn này. Thì xong thầy cho mình xem thì hóa ra là mình bị sai hai câu trắc nghiệm, trong đó một câu là mình khoanh nhầm và một câu là mình hiểu sai. Đấy, thì thầy ngồi giải thích cho mình các thứ, thế xong thầy bảo là mày được điểm gần cao nhất lớp rồi, mày lên trên này mình khiếu nại làm cái gì nữa vậy. Thế là thầy đuổi mình về.
Nhưng mà môn này mình rất là thích đấy. Các bạn thấy từ một người không biết gì môn này, nhưng mà qua quá trình học và nghiền ngẫm các thứ ấy, thì mình đã đạt được điểm khá là cao môn này, mình rất là hài lòng. Môn học thứ tư là môn Investment Theory. Thì môn này mình sẽ không nói quá nhiều bởi vì là mình đã nói qua ở trong cái video trước, đấy làm ví dụ cho các bạn rồi. Nhưng mà một điều mình muốn nói đó là môn này là môn có khối lượng kiến thức nặng nhất. Bởi vì là nặng nặng ở cái phần là nhiều, ở phần số lượng ấy. Đấy, thì cái môn này mình có 6 buổi học nhưng mà các bạn nhìn đến 10 lecture. À có 8, có đâu, có 8 lecture tất cả. Bởi vì là mình bị dí thêm hai cái lecture nữa. Tổng cái số lượng lecture của mình là 8 nhưng mà tổng số lượng slide của mình ấy, nó lên tầm 900 slide trong cả 8 lecture này. Cộng với lại là mỗi một buổi học thì thầy còn đưa cho bọn mình cả bài đọc trước buổi học này, bài đọc sau buổi học này, pre lecture các bạn nhìn này, bài học sau buổi học những cái là những cái này. Sau đó selective practice questions, nghĩa là những cái phần bài tập tự ôn ở nhà. Đấy, có problem solutions tutorial cho phần A lại còn chia ra làm A ba bên, nói chung là nó rất là nhiều ở cái môn này, nên là cái cách mình ôn thì mình đã cho các bạn xem ở video trước rồi. Đấy thì đây, investment theory đây thì mình đã chỉ cho bạn hết. Mình lấy từ past papers ở những buổi học trước. Sau đó thì mình đấy, mình lôi nó ra như thế nào, mình đưa nó vào đây như thế nào thì các bạn đã biết hết rồi. Tại sao cái phần này mình lại bôi màu xanh? Đó là các bạn nhìn đây. Mình ở trong mỗi một buổi học thì mình lôi ra những cái kiến thức chính mình được dạy trong buổi học đó. Sau đó thì mình liệt kê nó ra đây. Liệt kê nó ra xong thì bắt đầu mình bôi xanh những cái mà mình đã tự ôn và mình cảm thấy là mình đã hiểu toàn bộ. Thì phải đến gần buổi thi thì mình mới bôi xanh toàn bộ được cái đống này. Đó, các bạn nhìn thấy mỗi buổi học mình được dạy rất là nhiều và mình yêu cầu phải học rất là nhiều. Trời ơi, nhìn là Islamic Finance và mình đến phát ngất. Tài chính Hồi giáo các bạn ạ. Xong rồi đây. Các bạn có thể thấy tại sao lesson 5 mình ít cái thứ phải học cái này. Thực ra không phải là các bạn nhớ cái video chưa, mình lôi cho các bạn xem ở trong phần flashcard ấy, thì mình được dạy rất nhiều về tài chính hành vi, trong đó những hành vi của những người chơi chơi chứng khoán ấy, bao gồm là nhiều familiarity, là họ thích chơi những cái chứng khoán mà họ quen biết, họ chỉ mua những cái chứng khoán mà họ biết mà thôi. Những cái như thế là những cái bias trong trong việc là trong trong bộ não của một người chơi, khi mà người trong tâm lý một người chơi chứng khoán kiểu kiểu như vậy. Đấy, thì đấy là những cái mà mình được dạy trong môn này. Thì nó môn này thì mình học rất là căng, mà môn này là môn mình dành nhiều thời gian ra để học nhất, bởi vì cái khối lượng kiến thức nó quá nhiều và mình không thực sự không biết nó sẽ vào đâu. Những phân tích những cái đề thi của những năm trước thì nó cũng không có tập trung vào một cái gì cả mà nó rải rác khắp nơi. Thì trước khi môn học này mình có email riêng cho thầy giáo là tại sao thầy có thể cho bọn em biết là thi nó vào những chỗ nào không, thì thầy bảo mình là nó sẽ vào phần một phần xxx này đó. Thì mình bảo với các bạn của mình là các bạn ôn phần xxx đi, xong cùng đến lúc thi không vào chỗ đấy. Mình không biết là cái tradition của việc giáo viên bên đó là hay nói dối sinh viên hay sao ấy. Không hiểu sao luôn, đi thi toàn vào những cái mà thầy bảo vào chỗ này thì thi vào chỗ khác mà thầy là người ra đề các bạn. Thì đấy là môn, đấy là cách mình ôn môn investment theory. Môn thứ năm là môn credit and fixed income instruments. Thì mình nghĩ là dịch tiếng Việt có thể là những cái công cụ tài chính giúp mang lại nguồn thu nhập cố định, chắc là như vậy. Thì môn này là một môn thảm họa trong cái đợt mà mình học, bởi vì là nhà trường xếp môn này học tất cả trong một tuần, bởi vì là thầy giáo dạy môn này như là một nhà đầu tư hay là một chủ quỹ đầu tư nào nổi tiếng ở trong ở bên châu Âu hay sao, mình không có rõ background của thầy cho lắm, nhưng mà thầy chỉ có mặt ở Ireland trong đúng một tuần mà thôi, nên là thầy dạy bọn mình từ thứ hai đến thứ sáu, mà tài liệu thì chỉ gửi trước trong đó có một hai ba ngày gì đó thôi, bọn mình không thời gian để đọc tài liệu. Mà tài liệu thì hồi đấy bọn mình nghĩ là học một tuần mà tài liệu gửi ít như thế chắc là cũng sẽ rất là đơn giản thôi. Ôi nhưng mà không, trời ơi, cái môn này học nó kinh khủng khiếp các bạn, thật sự nó rất là kinh khủng khiếp. Đối với ví dụ như đây, trong buổi đầu tiên bọn mình đã được dạy nó đến hàng gần 70-80 cái slide về về trái phiếu. Trong cái đó thì trái phiếu nó có một tỷ loại trái phiếu, các bạn nhìn catastrophe bond, xong rồi zero coupon bond, thì những cái đơn giản là summarize, junk bond, putable, callable. Thì là đây là những cái kiến thức mà thầy bảo nó là kiến thức nền tảng và cơ bản dễ hiểu đó, mà nó đã khủng khiếp như thế này rồi. Cách tính bon này nọ, còn đấy là những cái buổi đầu tiên, còn đến buổi thứ năm là ngày thứ sáu ấy thì bọn mình còn phải học những cái nó có đây như cái Sukuk. Sukuk nó là bon cho thị trường tài chính Hồi giáo các bạn, Islamic finance. Và ôi mẹ ơi, nó bọn mình còn phải học, các bạn nhìn này, bọn mình học riba, bọn mình học gara, học cái tiếng tiếng ấy luôn, tiếng tiếng Hồi giáo luôn. Và bọn mình còn phải biết nó là đây này, Sharia, đó là cái đạo luật của bên đấy. Xong rồi cấm là được những cái gambling, pornography các thứ này. Ôi rồi, đây mình sẽ cho các bạn xem một cái như thế này. Bọn mình hồi đấy phải học đây.
Det bọn mình phải đọc là Sukuk Murabaha, bọn mình không đọc là Det. Nếu mà làm bài thi mà hỏi về Sukuk thì bọn mình phải nhớ rõ đó là Istina là project hay là Musharaka là business. Ôi, nghĩa là có như là cái môn này là cái môn mà nó rất rất nặng về những cái kiến thức rất sâu về trong thị trường trái phiếu. Rồi là cách trade trái phiếu như nào mà không chỉ trade bình thường mà phải trade thông qua thị trường derivatives như nào này, làm xong rồi swaptions trên trái phiếu. Nên là đây là một môn mà mình học rất, mình phải căng, rất rất là căng với môn này. Và cách mình học môn này đó là mình chạy gặp đến bạn bè của mình và bảo chúng là bây giờ học nhóm và cùng nhau giải thích những cái term mà chưa hiểu. Sau sau khi mà hiểu hết toàn bộ tất cả slide của môn này thì gần như bọn mình đã mất gần gần hết thời gian để ôn thi rồi, thì mình dành rất nhiều thời gian ra để xem lại những cái đề thi năm trước nó thi vào đâu, và mình chỉ ôn luyện về những cái mảng đó thôi. Và mình lấy thêm những cái bài kiểm tra giống như những cái đề thi năm trước trong sách mà thầy có đưa ra để học môn này. Môn này mình phải học đọc 3 quyển sách. Thì thực ra là nếu mà nhìn sách ấy, các bạn có thể biết là bên nước ngoài mỗi một quyển sách mình học nó dày như này, tầm 1.000-1.500 trang một quyển sách là chuyện bình thường. Nhưng bọn mình không đọc hết tất cả cái đống ấy đâu các bạn ạ. Bọn mình chỉ ví dụ như là slide nó nhắc vào đâu thì mình lôi lại sách để mình hiểu thêm vào nó thôi. Thì mình có nhặt bài tập đến những quyển sách đó ra và tự làm bài tập thêm. Thì đấy là cách mình ôn môn này. Các bạn nhìn đây, tab fixed income của mình cũng ghi ra như là lesson 1 mình được học về bond provisions, Euribor các thứ như thế nào, tips đấy. Sau đó thì các bạn nhìn view Quizlet, nghĩa là cái phần terminology này thì mình dùng flashcard ấy. Thì flashcard mình dùng app Quizlet mà. Đấy, xong rồi từng những cái ở dưới như thế nào đấy, mortgage backed security các thứ. Đấy, bạn thì nhìn đây. Cũng y hệt như là investment theory, rất nhiều kiến thức cần phải ôn. Thì có một cái rất là hay ở môn này ấy, khi mà mình phân tích những cái past papers ra thì mình với bạn mình đều phát hiện ra một điều, đó là những cái đề thi năm trước của môn này nó có hỏi rất nhiều về về các bạn nhìn này, mortgage backed security, collateralized debt, obligations là MBS mấy cả CDOs. Cái này nó thuộc về nó được tạo ra trong cái thời điểm mà trước khi mà nó chính là nguyên do cho lý do vì sao mà cái tiếng Việt là gì, cái cuộc khủng hoảng năm 2008 nó diễn ra, khủng hoảng tài chính ấy. Thì hồi đấy là mình thấy là những cái đề thi năm trước thi thoảng nó hay hỏi rất nhiều về vấn đề này, và bạn mình đã quyết định xem phim The Big Short. Nó là cái phim, nó làm phim coi như là minh họa lại toàn bộ cái quá trình năm 2008 tại sao nó lại có sụp đổ tài chính như vậy. Và bọn mình xem phim đấy vẫn đúng khi đúng lúc đi thi bọn mình năm đó thì hỏi đúng về cái vụ năm 2008 đó. Rất là may mắn. Thì đấy, nói chung là môn này mình thấy môn này rất là hay nhưng mà nó khá là khó, nhưng mà bù lại thì mình biết thêm rất nhiều sau khi học mà môn này về thị trường trái phiếu, thị trường fixed income instruments, mình không biết tiếng Việt là gì. Đấy là môn thứ năm. Ok, môn cuối cùng đó là môn kinh tế lượng, financial econometrics. Kinh tế lượng tài chính thì đây là môn mà mình gần như là mình sợ nhất trong cái quá trình mà mình ôn thi ở bên đó luôn, tại vì là nghe thấy chữ kinh tế lượng là mình đã thấy rợn hết cả tóc gáy rồi. 4 năm học đại học ngoại thương của mình sợ nhất cái môn này vì mình không hiểu một cái gì cả các bạn. Và đến khi mà mình học môn này thì mình cũng thấy khá là nhẹ nhõm bởi vì thầy giáo dạy môn này là một người rất là có tâm, và mình đã chọn thầy ngay lập tức để làm người thầy mà đã giúp cho mình làm cái khóa luận cuối kỳ ngay sau buổi đầu tiên luôn. Mình thấy thầy rất là có tâm và giảng rất là hay, mặc dù đây là một môn cực kỳ nhạt nhẽo. Cái môn học này nó là cái gì, nghĩa là nó dạy cho chúng ta biết cách làm thế nào để xây một cái mô hình tài chính, làm thế nào để kiểm định một mô hình tài chính khi mà đã có dữ liệu đó. Và nếu mà kiểm định xong mà thấy nó chưa đúng, hay là những cái chỉ số R bình các thứ mà nó chưa đúng phù hợp, thì mình có thể làm thế nào để biến cho nó thành phù hợp đó. Thì mình thấy chính ra môn này nó cũng rất là hay nếu mà mình hiểu sâu về nó, sau khi mình hiểu sâu về nó ấy. Thế nhưng mà mình trước khi mình học thì mình rất là sợ, nên là cái cách mà mình ôn thi môn này ấy, thì thầy có nói là các em hãy làm cái đề kiểm tra năm trước, chỉ cần làm 3 đến 4 đề là các em có thể thi đề năm nay được một cách ok. Đấy, thì mình tin thầy bởi vì là thầy bảo là tôi là người ra đề những năm trước và năm nay tôi vẫn sẽ ra đề nên tôi sẽ không làm gì khác đâu. Và để mà làm được đề những năm đấy thì thứ nhất là phải đi học, có nghĩa là phải hiểu từng chữ thầy nói ra luôn và ghi chép từng tí một mà thầy không có cho xem lại đấy, mà đến lớp ghi chép từng tí một luôn, và cộng với lại liên tục phải đọc những cái slide mà thầy gửi đấy và tìm hiểu thêm bên ngoài nữa. Nên là cái môn này hồi đấy mình học rất là căng môn này, mình ngồi bàn đầu mình ghi chép từng hơi thở của thầy xuống giấy luôn, và đến lúc ôn thi mình cũng ôn y hệt như thế đấy. Thì các bạn nhìn sẽ cho các bạn xem, đây chính là file ôn thi của mình. Nó sẽ bao gồm những cái nhiều double log functional form các thứ này, nó là những cái concept mà mình được dạy trong cái môn này. Thì có thể những cái concept về multicollinearity, stationarity, Ramsey test, Holtzman's test, những cái bài kiểm định khác nhau đối với một mô hình. Thì đây mình sau khi mà mình học mình ôn
từng tí một rồi. Mình làm tất cả các bài kiểm tra rồi thì bắt đầu là mình mới lôi tất cả những kiến thức này ra và mình liệt kê nó vào đây. Đấy, và space kiểu repetition ra. Thì các bạn nhìn đây, ngày 12 thứ năm là ngày mình thi môn này thì mình ôn đến tận ngày 11 ngày thứ tư luôn. Và các bạn nhìn trong ngày thứ tư mình ôn môn này 4 lần chỉ trong vòng một ngày. Đấy, và mình ôn vào thứ tư, thứ bảy và thứ tư. Đấy, thì ngày đầu tiên mình ôn thì các bạn mình ôn hết tất cả cái đống này, không hiểu lý do vì sao mà mình chỉ ôn, mình không ôn hai cái này, mình không rõ vì do vì sao. Nhưng mà đây các bạn nhìn thấy mình chắc chỉ tầm 50% là màu xanh thôi. Vẫn nhớ lúc nãy nhá, màu xanh là ôn nhớ gần hết này, màu da cam nghĩa là nhớ được khoảng tầm 50%, còn màu đỏ nghĩa là quên gần hết. Đấy, thì có rất nhiều cái không, rất nhiều cái màu đỏ và da cam, các bạn thấy không, rất nhiều cái màu đỏ da cam mình quên rất là nhiều. Đấy, thì bắt đầu là những cái tiết học sau ấy, những cái sau thì bắt đầu mình tập trung vào những cái nó ở đỏ với da cam nhiều hơn. Những cái xanh mình vẫn ôn lại để cho nó không quên kiến thức, bởi vì những cái này nó rất là khó nhớ các bạn ạ. Heterochromaticity, những cái như thế này nó rất là technical ấy, nó không có logic gì trong đó cả, nên là mình phải nhớ gần như là nhớ theo kiểu là học vẹt ấy các bạn ạ. Ở nhiều cái, rất nhiều cái mình phải học vẹt. Các bạn nhìn đây, những cái mình nhớ được 75% mình vẫn phải ôn tiếp để nhớ được 95 và 99%. Đấy, những cái cột cuối cùng này, đến ngay trước ngày đi thi các bạn nhớ không? Xanh hết. Và những cái này là 100% đấy, 90% nghĩa là mình nhớ được 90%, thế là đủ rồi, còn hối là 100%. Và đến ngày đi thi môn này thì gần như là mình làm không sai một chữ nào so với những cái gì mình đã ôn ở trong cái này, không sai một cái chữ gì, một dấu phẩy gì. Và điểm môn này của mình gần như là điểm mình đứng top luôn, hàng đầu, đứng top nhất lớp luôn. Bởi vì mình đã ôn quá kỹ các bạn nhìn này, space repetition và active recall trong quá trình học kết hợp với nhau, nên là mình thấy nó không khó đúng không các bạn. Và đây các bạn, mình ôn, mình bắt đầu tạo ra cái flashcard như này. Đây là mình ôn bằng flashcard đấy, mỗi một cái như thế này là mình có một cái tờ flashcard riêng, nhưng mà flashcard này là mình cắt dán luôn ấy. Đấy, và sau đó thì những cái màu màu da cam, màu đỏ mình sẽ để flashcard ở sang một bên, nhưng hôm sau thì mình ôn với những cái đấy nhiều hơn. Đây là cách mình học tất cả các môn đấy, các bạn thấy không, không có khó đúng không. Alright, trước khi kết thúc video này mình sẽ cho các bạn thêm ba cái tips nhỏ nữa. Tips đầu tiên đó là các bạn nên plan tất cả mọi thứ ra. Các bạn nhìn những cái mà như nãy giờ mình làm đấy, môn học nào mình cũng plan ra đây, như môn econometrics mình plan tất cả các kiến thức mình đã được dạy ra như thế này. Bởi vì khi mà chúng ta ôn thi, các bạn nhìn đây, trong cái tài liệu về econometrics nó có khủng khiếp không, sách như thế này, xong rồi là những cái exam năm trước này như thế này này, xong rồi là lecture thì nó nhiều như thế này. Nói chung là đây là mà econometrics nó còn không nhiều, những cái môn nó còn nhiều hơn cơ. Thì nhìn những cái đống đấy mình sẽ khiến cho chúng ta rất là nản, không biết phải ôn như thế nào. Và khi mà mình liệt kê ra này, mình nghĩ trong đầu, à ok, chỉ có 23 loại kiến thức thôi, bây giờ mình ôn 23 loại kiến thức này, rõ là khi mình đi thi mình ăn chắc rồi. Chứ bây giờ nhìn cái đống slide môn econometrics này rơi về tầm 6 đến 700 slide, nhìn như thế xong là không dám học nữa đúng không các bạn. Đấy, nhưng môn khác investment theory cũng vậy này, các bạn nhớ cái nào đấy, liệt kê ra cái này, nhìn khi mà các bạn liệt kê ra ấy, các bạn sẽ bị sốc, chắc chắn các bạn sẽ bị sốc, bởi vì là nó sẽ khiến cho các bạn bị choáng, bởi vì nó có quá nhiều kiến thức các bạn cần phải học. Nhưng mà làm thế xong ấy, thì các bạn có thể có được một cái hình dung toàn cảnh là chúng ta cần phải học những cái mảng như này này, những mảng nào yếu thì các bạn sẽ có thể tích vào đấy, thì hãy liệt kê ra, nó có ích rất là nhiều. Trước khi mỗi một môn học nào mình cũng đều liệt kê ra như thế hết đấy, các bạn nhìn nhá, và nó rất là có ích các bạn nhé. Cái thứ hai đó là cái tip thứ hai đó là các bạn hãy suy nghĩ chiến lược khi mà các bạn học và ôn thi. Chiến lược nghĩa là sao? Là các bạn hãy tư duy chiến lược ở level môn học và ở level toàn cảnh. Level môn học nghĩa là bây giờ các bạn hãy nhìn lại xem là trong cái môn học này, cái mảng kiến thức nào là cái mảng mà chúng ta cần phải tập trung vào, các bạn ôn bằng những cách nào, tại sao các bạn biết được điều như thế. Chúng ta có thể xem đề thi những năm trước và tự tạo ra và tự nhìn ra cái pattern cho riêng mình, cái cách mà thầy giáo ra đề như thế nào, tập trung vào cái mảng nào. Đấy. Và nhưng các bạn phải xem là ai là người ra đề nhé, nếu mà là thay đổi giáo viên thì cái đấy không có giá trị lắm. Và thứ hai là bạn có thể hãy để ý trong cái quá trình các bạn được học ấy, thầy giáo hay 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 mớm cho các bạn là cái phần nào là thầy giáo tập trung vào đấy, hoặc là để biết được là cái môn này nó tập trung vào phần đó. Thứ ba là các bạn có thể hỏi trực tiếp thầy giáo trong quá trình học là em rất là yêu thích môn này thì bây giờ thầy có thể cho em biết là kiểu đề cương nó có không, hay là nếu mà có không có đề cương thì thầy cho bọn em biết là môn này nó tập trung vào những cái mảng nào, đi thi thầy hay ra đề vào những cái mảng như nào để bọn em tập trung vào những mảng đó hơn, có thể chủ động hỏi luôn. Thì đấy là ở trong level môn học, thì hoặc là tập trung vào những cái mảng các bạn yếu, đấy là những cái mà các bạn thấy là
mình cần phải tập trung thời gian vào đó hơn, chứ đừng có giàn trải từng cái mảng nào cũng ôn với thời gian như nhau. Nó là một cái việc sử dụng thời gian nó không hiệu quả các bạn ạ. Và thứ hai là tư duy chiến lược ở level toàn cảnh. Nghĩa là sao? Nghĩa là trong toàn các môn học, như 6 môn học của mình ấy, thì mình chỉ một ngày chỉ có 24 giờ thôi. Và đây mình sẽ cho các bạn xem trong toàn cảnh mỗi một ngày đây, ngày thứ bảy này, ngày chủ nhật này, thứ hai, thứ ba này, mỗi một ngày mình ôn bao nhiêu tiếng đây. Những ngày này mình chỉ ôn có 1 đến 2 tiếng, có thể là ngày hôm đấy mình phải đi học nhá. Thì mình không nói. Đây là những ngày mà mình có thể mình được nghỉ. Đấy, thì mình sẽ ôn 9,5 tiếng, 9 tiếng, 8 tiếng, 6, 5,5 tiếng một ngày. Đấy, hay là những ngày cuối tuần thì mình 6 tiếng, 4,5 tiếng. Thường cuối tuần mình lại ôn hết hơn trong tuần. Cuối tuần mình đi chơi, đi siêu thị, mua đồ, nấu ăn các thứ, tụ tập bạn bè. Đấy, thì các bạn nhìn không? Mình học rất là nhiều. Tổng lại mỗi một ngày mình học đến 8 đến 9 tiếng, 179 tiếng mình học trong 20 mấy ngày, nghĩa là quy ra một ngày mình học tầm 8 tiếng một ngày. Thì cái với quỹ thời gian 8 tiếng mà mình có 6 môn học thì mình phải chia như thế nào ra? Không thể chia đều được, mỗi một môn cái 1,25 tiếng được nhá, mà mình sẽ phải chia đều ra một chút. Mình phải chia 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 tỷ lệ ra, những cái môn nào mình yếu thì phải tập trung nó vào nó nhiều hơn, những môn nào mình tốt rồi thì vứt, không phải ôn nhiều nữa. Thế thôi. Đấy là cái thứ hai, nghĩa là các bạn nên làm một cái phân tích 80-20 cho tất cả những môn học các bạn định ôn. 20% nào thời gian các bạn nên tập trung vào môn nào để tạo ra được 80% kết quả tốt. Đấy là cái các bạn biết. Nếu muốn biết thêm về 80-20 xem video trước của mình nhá. Cái thứ ba đó là hãy chú ý vào những cái mảng các bạn còn kém. Đây là cái mà mình thấy rất là nghịch lý nhá. Khi mà đáng ra là những cái phần kiến thức chúng ta yếu thì chúng ta phải tập trung vào hơn, thì chúng ta thường lại có thói quen đó là kệ đi, để lúc khác, hoặc là mong là đề thi sẽ không vào những cái phần đó. Thì tại sao chúng ta thay vì mong những cái thứ như thế, chúng ta hãy tập trung ôn vào những cái bảng đó đi, đánh trực tiếp vào những cái chúng ta yếu đi. Thì nó rõ ràng là yếu thì phải ôn vào cái phần đó chứ, đúng không? Chứ bây giờ ôn yếu thì lại lại đi nghĩ là tại sao mình có thể để lại đằng sau, hay là mình procrastinate một chút để ra những hôm khác. Không có những hôm khác đâu các bạn ạ. Tập trung vào những cái đấy hơn. Tốt rồi thì các bạn ôn vào những cái tốt làm gì nữa. Đấy, có nghĩa là loại bỏ những cái cảm giác mà chúng ta thấy tích cực nhưng mà fake cái kiểu ấy đi. Nghĩa là hãy tập trung vào tiêu cực và những cái các bạn đang còn đang kém ấy, và phát triển nó lên. Đấy, thì đấy là ba cái tips nhỏ mình dành riêng cho các bạn ở cái video này. Hai cái phương pháp Active Recall và Spaced Repetition này, thực ra ấy, nó sẽ đưa cho các bạn một cái tâm lý vững khi mà các bạn đi vào phòng thi. Và nó cũng đã làm được điều đó đối với mình. Nghĩa là khi mà mình bước vào phòng thi hồi mình học đại học, học thạc sĩ, thì mình mới nghĩ là thực ra thì cái khối lượng kiến thức mình phải ép vào đầu trong khoảng thời gian mình được cho thời gian 2 tuần ôn thi. Mà các bạn nhìn thấy một cái môn mà lúc ấy mình có 900 slide rồi, nhân với 6 nữa thì cái khối lượng kiến thức, cái piece information mình phải nhớ trong đầu chắc nó phải lên đến hàng chục nghìn những kiến thức khác nhau. Mà đối với một người mà không có áp dụng những cái như thế này vào ấy, mà tay bo mà đến phòng thi mà gấp sách lại ấy, thì mình nghĩ chắc chắn cái khóa trình, cái thời điểm mình học thì rất nhiều bạn đã trượt. Và có một bạn trong nhóm chơi với mình các bạn nhé, bạn ấy trượt cả 6 môn học. Cả 6 môn bạn không được 50 điểm. Và dưới 50 điểm một môn là gọi là trượt đấy. Và cả 6 môn bạn như thế, và bạn đã bị đuổi học sau cái kỳ học đầu tiên. Nên là cái việc mà chuẩn bị một cái tâm lý vững nó là một cái rất rất là quan trọng. Và khi mà mình biết được hai cái kiến thức về active recall và spaced repetition này rồi, áp dụng nó vào chương trình học, thì mình có một cái tâm lý trong đầu mình là mình đã tìm ra được phương pháp học tốt nhất, mình đã áp dụng nó vào quá trình ôn thi, bây giờ còn cái gì nữa. Mình đã dành đấy 9 tiếng, 9,5, 8 tiếng một ngày để ôn thi, bây giờ mình đã cố hết sức rồi. Và phòng thi bây giờ thoải mái thôi, bây giờ đề thi gì tao đập chết luôn. Bởi vì bây giờ mình đã cố gắng hết sức rồi. Đấy, và là khi mà mình đã chuẩn bị sẵn một cái tâm lý là mình đã ứng dụng được những cái tốt nhất cho mình rồi, thì còn gì nữa đâu mà để mất, đúng không các bạn? Và mình hy vọng là các bạn cũng nhặt được những cái kiến thức và những cái tâm lý như thế, những cái tư duy như vậy cho riêng mình, và nhặt được những cái gì đó mà mình đã áp dụng trong quá trình mình học thạc sĩ vào cho các bạn. Những cái mình áp dụng ở đây ấy, nó không phải là những cái như kiểu là thần thánh đâu các bạn ơi. Mình cũng chỉ là trong quá trình thử nghiệm. Các bạn thấy đấy, mỗi một môn mình học lại học một kiểu. Bởi vì là mỗi một môn mình tìm ra được một cái phương pháp nó tốt hơn. Những môn nào mà thầy giáo bảo là sẽ thi vào đây thì mình sẽ tập trung vào những cái đó hơn. Hay là mình phân tích những cái đề năm trước nó vào đâu thì mình sẽ tập trung vào những cái đó hơn. Hay là mình nói chuyện với bạn bè của mình, những cái đứa bạn bè mà mình chơi cùng ấy, và chúng mình cùng ngồi nghĩ lại xem là những cái phần nào nó nên thi vào, và thầy giáo hay nhấn mạnh vào, có thể là những cái mà mình không nghe được trên lớp chẳng hạn. Đấy, thì phải phải be strategic những cái về những cái như thế. Thế thôi, mình nghĩ là
mình đã cố gắng rất nhiều trong việc là tạo ra bốn cái video này. Ở những video sau thì mình sẽ không làm về phần học nữa đâu. Trong những video sau, một vài video sau nhé, chứ còn series về học tập này mình còn rất nhiều cái để nói, nhưng mà mình cũng bắt đầu thấy chán cái chủ đề này rồi, và đến đây thì cũng đã quá đủ để cho các bạn rồi. Hy vọng là các bạn sẽ thi tốt. Series này mình thực sự là cũng không phải là làm cho các bạn thi để học đại học năm nay đâu, bởi vì là thi đại học năm nay đến bây giờ thì cũng quá nhiều thời gian nữa, và nó sẽ phù hợp hơn với những bạn mà sẽ sắp thi đại học trong năm tới, hoặc là thi những cái chứng chỉ này chứng chỉ kia, hay là thi cuối kỳ, những các bạn sinh viên thi cuối kỳ chẳng hạn. Ok, nói đến đây thôi, video này như là dài nhất trong video mình đã làm rồi. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã xem video của mình, và chào tạm biệt, bye bye.